Alo, xin chào các bạn, mình là Thái bên Nodemy. Đấy thì chào mừng các bạn đến với cái bài học về hướng dẫn cách sử dụng MySQL của Nodemy. Đấy, thì như buổi trước thì mình đã có hướng dẫn các bạn để mình sử dụng MySQL để mình có thể thêm, sửa và xóa các cái dòng trong một bảng ghi đúng không? Đấy, thì hôm nay mình sẽ có một cái bài khác nữa để mình có thể thao tác với bảng ghi nhé. Đấy, thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách để mình có thể mình copy các nội dung từ một bảng ghi sang một bảng ghi mới được chưa? Thì trước tiên thì mình sẽ tạo ra bảng ghi nhá. Thì để dùng được cái việc là copy nội dung từ một bảng ghi từ một cái table ấy sang một cái table mới thì các bạn cứ lưu ý này là cái table mới của mình nó phải có những cái thuộc tính các cái cột ấy, đấy, các cái kiểu dữ liệu của cái cột nó phải giống nhau thì mình copy sang nó mới nhận được đúng không? Chứ nếu mà các cái kiểu biến ở trong cột ấy nó không giống nhau đúng không, kiểu mình để là cột nhận là số chẳng hạn nhưng mà mình lại cố copy chữ vào thì nó cũng không nhận được nhá. Đấy, thì để có thể tạo được một cái table mới nó có kiểu biến nó giống như table cũ ấy thì mình sẽ cần phải xem là các cái cột của nó có cái kiểu dữ liệu như thế nào được chưa. Thì để xem được kiểu dữ liệu của một cái bảng ấy thì mình sẽ dùng câu lệnh, ví dụ mình muốn copy cái thông tin từ cái bảng actor này. Đấy, thì mình sẽ hiển thị thông tin của nó nhé để có thể mình xem nó là có kiểu dữ liệu là gì. Đây thì mình dùng câu lệnh đó là describe này, tên bảng actor. Đấy, rồi sau đó mình sẽ chạy câu lệnh này, nó sẽ hiện cho mình ra các cái cột của nó này. Nó sẽ cột là có cột ID này, first name, last name này, update và kiểu biến của nó này, kiểu INT đấy, varchar được chưa, primary key này. Đấy thì mình sẽ tạo ra một cái bảng, ví dụ mình muốn copy cái phần là first name và last name này được chưa, thì mình sẽ tạo ra một cái bảng mới có cột là first name và last name, kiểu biến là varchar đúng không, để mình hướng cái phần dữ liệu được copy về. Mình sẽ tạo một cái bảng mới nhá. Thế này, để tạo bảng thì như bài trước mình hướng dẫn rồi thì là create table. Đấy, create table này, tên bảng mới thì mình có thể đặt là actor fake chẳng hạn. Đấy, trong này mình sẽ ghi các cái kiểu biến, các cái kiểu dữ liệu và các cái dòng mình muốn thêm vào. Đây mình sẽ có một cái dòng là ID chẳng hạn này. Đấy, kiểu dữ liệu của nó sẽ là in primary key này. Đấy, mình có thể mình làm giống dưới này luôn, đó là auto increment, tự động tăng lên đấy. Đấy, và not null. Rồi, dòng thứ hai mình sẽ cần đấy là first name đúng không? Thì mình đặt là tên đi. Đấy. First name đi, thì mình đặt là họ đi. Đấy, kiểu biến là varchar. Mình để 50 đi. Đấy. Not null. Rồi, dòng thứ ba là last name mình sẽ là tên. Varchar. Để là 50. Đấy, nó luôn. Rồi, đây là cái việc mình đang tạo một cái bảng mới nhá, thì mọi lưu ý này, cái thông tin mình cần lấy này, đó là họ và tên đúng không? Thì nó phải giống kiểu biến dưới này nhá, kiểu dữ liệu dưới này nhá, thì nó mới nhận được. Đấy, mình sẽ chạy để mình tạo bảng này. Ok, chạy thành công. Tôi trong này mình có một cái bảng nữa là actor fake này, mình sẽ refresh lại nhá. Rồi, có bảng fake đúng không? Rồi, bây giờ để copy dữ liệu từ thằng actor này sang thằng fake thì mình làm như nào? Đấy, mình sẽ làm như sau nhá. Mình dùng câu lệnh đó là insert into đúng không? Thì buổi trước mình đã có học về thêm thêm các cái dòng vào trong bảng đúng không? Thì mình dùng là insert into. Insert into này. Đấy, ở đây mình muốn thêm vào đúng không? Thêm vào cột là họ này và tên đúng không? Đấy, mình sẽ thêm vào cái thằng insert into thằng actor fake này được chưa, thì mình sẽ gọi tên bảng ra để mình chèn vào nhá. Actor này, fake này. Đấy, mình muốn chèn vào những cái cột nào thì mình gọi tên các cột mình muốn chèn ra. Và họ này. Và tên đúng không? Thì ID mình sẽ không phải chèn nữa tại vì nó sẽ tự động tăng rồi, được chưa? Thì mình không phải thêm bằng tay vào thằng ID nữa. Đấy, mình sẽ thêm dữ liệu vào cột họ và cột tên này. Đấy. Và bình thường ấy các khi bạn mà muốn chèn như này thì mình sẽ có cái là value đúng không? Value này và giá trị mình muốn thêm vào, được chưa? Nhưng ở đây mình muốn là copy, mình gọi là copy toàn bộ thông tin từ cái thằng
actor này chuyển sang thằng fake thì mình sẽ làm như nào? Thì mình sẽ dùng câu lệnh là select, đúng không? Select kiểu như mình sẽ lựa chọn đấy, mình sẽ lấy từ actor này chuyển sang này, đấy mình sẽ lựa chọn những cột nào. Thì lúc nãy mình đã có cái cột đó là first name và last name đúng không? Đấy, first name là họ này, last name là tên này. Mình sẽ lấy những cái dòng cột đó là first name và last name. Đấy, select first name và last name from thành actor này. Được chưa? Tức là mình đang lấy first name và last name từ thằng actor này, mình insert vào cái thằng họ và tên của thằng fake này, được chưa? Mình sẽ chạy câu lệnh này nhá. Rồi, sẽ thành công. Được rồi nhá. Bây giờ anh em sẽ mình sẽ xem nhá là cái thằng actor fake này đang có thông tin như thế nào. Đấy, thì để xem thông tin thì mình dùng câu lệnh đó là select sao from đúng không? Actor fake. Chấm phẩy chạy này. Đấy, thì nó có cái phần họ và tên ở trong này rồi nhá, được chưa? Cái này thì mình đã đang làm copy từ bên thằng actor sang này, thì mình sẽ xem là thằng actor nó có những cái gì nhá, có giống như vậy không. Chạy này, được chưa? Thì mình cũng có họ tên như vậy đúng không, chỉ khác là bên này nó có thêm cái last update nữa đúng không. Còn bên này thì mình sẽ xem này, Penelope này, được chưa? Guinness. Đấy, bên này sang thằng đầu tiên là gì, đúng không? Cũng như vậy đúng không? Tức là data từ thằng actor này đã chuyển copy sang thằng fake này đúng không? Đấy, tức mình cần có những trường nào thì mình ghi vào đây, và bên này mình có chuyển sang trường nào thì mình phải cũng phải ghi ra nhá. Đấy, thì đây là cái cách để mình có thể mình copy dữ liệu từ một bảng sang bảng khác. Đấy, thì mình các bạn ghi lưu những cái bước này. Thứ nhất nhá, là thứ nhất này, đó là kiểu dữ liệu phải giống nhau. Dữ liệu của bảng gốc và bảng đích phải giống nhau nhá. Đấy, phải giống nhau thì nó mới insert vào được đúng không? Nếu mà kiểu dữ liệu nó khác nhau, kiểu mình đang muốn chèn kiểu dữ liệu chữ nhưng mà bảng của mình đang để bảng số thì nó không chèn được đúng không? Đấy, kiểu dữ liệu phải giống nhau nhá. Thứ hai là mình phải chỉ ra copy từ cột nào chèn vào cột nào. Đấy, tức là mình muốn copy từ cái cột last name và first name này chèn vào cột họ và tên đúng không, thì mình chỉ ra được đúng chính xác. Đấy, đúng là kiểu biến là đúng cái cột nhá, thì hiện ra mới đúng được, được chưa? Đấy, như vậy thôi. Đấy, thì tức là để copy thì mình sẽ cần hai cái như vậy, đó là kiểu dữ liệu phải giống nhau này, đấy, và cái tên cột nó phải đúng. Đấy rồi, bây giờ như nếu như mình muốn xem những cái thằng có tên là Johnny chẳng hạn thì mình sẽ làm như nào. Đấy, thì như buổi trước đúng không, thì mình sẽ dùng cái thằng là where đúng không để lấy điều kiện tìm kiếm. Đấy, thì mình sẽ dùng nhá select này sao from actor fake. Đấy, where là bắt đầu của phần điều kiện nhá, điều kiện tìm kiếm này. Where này, câu đầu tiên đúng không, là họ này, họ nhá, họ này bằng Johnny. Chạy này đúng không, nó cho mình hai thằng Johnny đúng không. Thì ngoài đấy này, trong này, trong thằng MySQL này nhá, nó sẽ không không để ý kiểu chữ hoa chữ thường đâu, được chưa? Đấy, thì mình sẽ ghi như này. Đấy, thì nó trả về cho mình hai thằng Johnny, được chưa? Bây giờ nếu như mình muốn tìm những thằng tên là Johnny và một tên gì đó thì sao? Ok, nếu như ở đây mình muốn tìm kiếm này những cái người họ nhiều kiểu họ nữa đúng không, thì mình làm như nào? Thì trước mình em sẽ mình sẽ xem nhá là nó có những họ cái gì này để mình có thể dùng này. Chạy này, ví dụ như mình muốn tìm những người có họ đó là Johnny này, S này và Nick chẳng hạn. Đấy, thì mình muốn tìm những người như vậy thì mình làm kiểu gì? Thì mình có thể dùng như sau. Một là mình có thể dùng cái thằng hoặc ấy, hoặc là O này. Đấy, O này họ bằng S.
hoặc này, họ bằng nick đúng không? Thế mình có thể dùng như này nhá, xem này, chạy đúng không? Nó trả cho mình những người có họ là S này, nick đấy và Johnny, được chưa? Đấy, với thằng O này nhá thì mình sẽ dùng là hoặc nhá. Thì ở đây mình có thể mình thay chữ O này bằng ký hiệu là hai dấu chuộc này, là cái chỗ dấu ship ấy và cái chỗ dấu chuộc ở trên nút enter ấy. Đấy, trên nút enter của bạn có cái dấu chuộc ấy thì ship của nó sẽ là cái hoặc thẳng đấy nhá, dấu thẳng này này. Đấy, thì hai dấu này tức là hoặc. Đấy. Thì kết quả trở về nó sẽ là như nhau. Chạy lại này. Thành công không? Đấy, tức là kết quả nó sẽ như nhau. Cái này là hoặc nhá, được chưa? Đấy. Còn nếu như mình muốn tìm kiếm cũng kết quả như này, mình có một cái khác đó là dùng là in, in nhá, where này, mình sẽ thử nhá, họ này, in, đấy, trong cái danh mục này, s này, link này, Johnny, đấy, tức là sao? Tức mình đang tìm kiếm này những cái họ ở trong những cái giá trị này đúng không? Tức nếu mà họ nhận một trong những giá trị này thì nó sẽ trả về cho mình. Đấy, thử nhá. Đúng không? Đấy, tức là kể kết quả trả về như vẫn như vậy, được chưa? Tức mình sẽ có thể có dùng được ba kiểu để mình cho ra cái này. Một là mình có thể dùng O này, hai là dùng cái dấu dấu thẳng ấy. Hiệu của hoặc này này. Đấy. Hay là mình dùng cái thằng in này, được chưa? Thằng in này tức là những khi mà cái trường mình cần tìm kiếm này nó trùng với những cái nội dung trong này thì nó sẽ trả về cho mình nhá. Đấy, thì hôm nay mình đang giới thiệu cho mình về các bạn cách về mình, thứ nhất là copy này, copy data từ một bảng sang bảng mới này. Thứ hai là mình tìm kiếm này, đấy, tìm kiếm theo điều kiện hoặc là hoặc nhá, thì mình có thể dùng là O này, đấy, hoặc là dấu này, dấu thuộc này, hay là mình có thể mình dùng in đúng không? Đấy. Còn nếu mình muốn tìm kiếm theo điều kiện và thì sao? Tức là mình ví dụ mình muốn tìm kiếm là những người có tên là S này, và họ là S này và tên là Chase, thì mình sẽ làm như thế nào? Đấy, thì mình có thể làm như sau: where này, họ bằng S, được chưa? N, N là điều kiện và nhá, tức là hai cái đều đúng thì mới nhận được đúng không? Tên này bằng Chase. Đấy. Sao kết quả trả về mấy người? Một người thôi, được chưa? Đấy, thì tức là cái thằng N này nhá, tức là điều kiện tìm kiếm và này, tức là cả hai cái này đều đúng đúng không? Thì nó mới có kết quả trả về, được chưa? Với O ấy là chỉ cần một thằng đúng thôi, chỉ cần đúng một trong các cái điều kiện thôi là sẽ có kết quả trả về đúng không? Đấy, thì mình có thể mình hiểu đơn giản nhá. O này, thằng O là chỉ cần một cái đúng đúng không? Tức là tối thiểu một cái đúng thì nó trả về tối thiểu một điều kiện đúng này. O này cần tối thiểu một điều kiện đúng. Đấy, còn với em nhá là cần tất cả đều phải đúng. Đều phải đúng. Thì nó mới trả về là true đúng không? True này, được chưa? Còn cái thằng O này chỉ cần một điều kiện đúng thôi là đã true đúng không? Đấy, thì mình có thể mình nói một cách đơn giản dễ hiểu nhá. O này là tìm cái đúng không? Nó cần tìm được một cái đúng thôi là true luôn, được chưa? Còn N này là tìm cái sai đúng không? Tức là chỉ cần tìm thấy một cái sai thôi là phone luôn đúng không? Đấy, thì mình có thể mình hiểu đơn giản như vậy. O này là tìm cái đúng này. N là tìm cái sai này, được chưa? Đấy, thì với thằng N này, ngoài cái viết là mình viết chữ N như này thì mình có thể dùng cái điều ký tự ấy là hai chữ và này thì nó cũng hiểu là N, được chưa? Mình chạy nhá. Đấy, kết quả cũng có thể về như nhau. Đấy, đây mình đang hướng dẫn các bạn về cách điều kiện tìm kiếm này, chưa là N này, O này, đấy, và có cái in đúng không? Thì mình có thể thấy là cái in nó tương tự như thằng O thôi, được chưa? Đấy, thì bài hôm nay là mình giới thiệu qua như vậy, thì các bạn về nhà mình có thể mình luyện tập thêm nhá. Đấy, thì hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.